hôm nay đoàn thanh niên hội sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày hội tự hào sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Chương trình được tổ chức đồng thời với hội nghị xúc tiến đầu tư Đại học Quốc gia Hà Nội. Cán bộ, sinh viên, học sinh, sinh viên của chúng ta và thanh niên ngày hôm nay sẽ là những tấm gương sáng, lan tỏa hình ảnh đẹp về cán bộ trẻ, học sinh, sinh viên của Đại học Hà Nội trong toàn thể cán bộ, sinh viên của Đại học Hà Nội. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.